Chuyên gia cảnh báo, 4 loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp có nguồn gốc từ Trung Quốc, cực kỳ độc hại. Rất vui khi được đồng hành cùng bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, cùng với thực phẩm, trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ thì hiện nay có rất nhiều các loại gia vị, thực phẩm khô như hành, tỏi của Trung Quốc cũng được bày bán tràn lan trên các chợ dân sinh. Điều đáng nói là dù tỏ ra e dè với các mặt hàng này thì người tiêu dùng cũng rất khó có thể phân biệt được nguồn gốc thật của chúng khi chọn mua. Nếu chẳng may mua và ăn phải những gia vị có chứa hóa chất độc hại này, cơ thể của chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề như ngộ độc, suy giảm chức năng miễn dịch, rối loạn nội tiết và thậm chí là cả căn bệnh ung thư nguy hiểm nữa. Mới đây, các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo có 5 loại gia vị rất quen thuộc, hại ngang với thuốc chuột, thế nhưng mà chúng ta vẫn vô tình sử dụng mỗi ngày mà chẳng hề hay biết. Cụ thể thì đó là gia vị nào, tác hại của chúng đối với sức khỏe ra sao? Các bác hãy cùng với An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu kỹ hơn trong video ngay dưới đây. Gia vị đầu tiên mà chúng tôi muốn cảnh báo tới cô bác đó là tỏi Trung Quốc, âm thầm gây ung thư, hủy hoại thần kinh người Việt, đang được bày bán tràn lan khắp các chợ hiện nay. Tỏi là loại gia vị được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Mặc dù Việt Nam là nơi trồng nhiều như là Lý Sơn, Đà Lạt, nhưng tỏi Trung Quốc vẫn được nhập vào Việt Nam nhiều. Trên thực tế, hầu như chợ nào cũng có bán tỏi Trung Quốc vì giá thành của loại tỏi này rẻ hơn nhiều so với những loại tỏi trồng trong nước ta. Loại tỏi Trung Quốc có tép to, trắng, nhìn bề ngoài đẹp, dễ bóc, với giá rẻ hơn khoảng 1/3 so với giá của một số loại tỏi trong nước. Điều này làm nhiều người nội trợ rất ưa chuộng, người bán thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán tỏi Trung Quốc. Nhiều quán ăn, nhà hàng rất chuộng tỏi Trung Quốc vì loại tỏi này giá thành rẻ hơn nhiều so với các loại tỏi khác. Trong khi đó, tỏi Trung Quốc tép to, rất dễ bóc vỏ, bảo quản được lâu mà không mọc mầm nên người chế biến rất thích sử dụng. Điều này đã khiến rất nhiều bà nội trợ không khỏi lo lắng và hoang mang. Theo chị Mai, hiện đang sống tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ một hàng phở có chia sẻ. Trước đây, nhà chị hay sử dụng tỏi ta, nhánh nhỏ nhưng mỗi lần cần nấu nướng mà sử dụng đến tỏi thì bóc rất lâu. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, chị đã chuyển sang sử dụng tỏi củ to, dễ bóc vỏ. Lúc đầu chị cũng nghĩ đây là những củ tỏi lai nên nó mới to như vậy. Nhưng dạo gần đây chị có đọc được những thông tin củ tỏi to, chóc vỏ đều là tỏi Trung Quốc. Mà đặc biệt loại tỏi này được phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc để có thể giữ được lâu. Nên chị cũng rất hoang mang, không biết thực hư như thế nào. Vâng thưa cô bác, hẳn những băn khoăn thắc mắc của chị Mai vừa rồi cũng là những băn khoăn của rất nhiều cô bác ở đây đúng không nào? Theo thống kê của Mỹ, tỏi Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại cho sức khỏe con người. Đa phần chúng đều bị tẩy trắng, phun thuốc để không mọc mầm. Thậm chí, chúng còn có thể được tưới bằng nước cống và khử trùng bằng methylbromid trước khi xuất khẩu. Được biết, đây là chất diệt sâu bọ rất độc hại, có khả năng hủy hoại hệ hô hấp và cơ quan thần kinh trung ương. Ngoài ra, tỏi Trung Quốc cũng nhiễm một số chất độc hại bên trong, nhiều khả năng là do môi trường, đất trồng nhiễm độc kim loại nặng như cadmium, arsen, thuốc trừ sâu tại đất nước này. Đó là lý do vì sao khi mua những tỏi to tròn, cô bác sẽ thấy vị của tỏi thường xuyên thay đổi. Do đó, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, trước hết cần lựa chọn những củ tỏi rắn chắc, to, không bị sâu mọt. Kiểm tra lớp vỏ phía ngoài ở đầu củ tỏi, chúng phải còn nguyên vẹn và có màu hơi trắng. Nhánh của củ tỏi phải đầy đặn và không quá khô, cũng không bị nhăn và có màu hơi trắng. Những củ tỏi có nhánh màu xám hoặc vàng sẽ không có mùi thơm. Để tỏi có thể bảo quản được lâu mà không bị nấm mốc, cô bác nên chọn một chỗ trong bếp thật khô và thoáng để bảo quản tỏi. Điều này giúp tỏi không bị đắng và mất hương vị đặc trưng sau thời gian. Sự lưu thông không khí rất quan trọng để vi khuẩn không tấn công tỏi và làm hỏng nó. Cùng với tỏi Trung Quốc thì hành một nhánh của Trung Quốc cũng độc hại không kém cô bác ạ. Hành tím là loại gia vị mà nhiều gia đình Việt dùng nấu ăn mỗi ngày. Tuy nhiên hiện nay củ hành ta đang bị lẫn lộn với củ hành Trung Quốc có củ to và không thơm bằng. Vì thế, nhiều gia đình có thói quen mua một lúc nhiều hành tím để dự trữ trong gia đình. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng chất allicin trong hành khô giúp làm giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Allicin cũng giải phóng oxit nitric, chất đông máu. Ngoài ra, những khoáng chất như đồng, sắt trong hành khô giúp tăng cường lưu thông của máu bằng cách kích thích sản xuất các tế bào máu đỏ. Tuy nhiên, cũng giống như tỏi, phần lớn các loại hành Trung Quốc trong quá trình trồng trọt đã bị phun thuốc kích thích tăng trưởng,
Đó là còn chưa kể, khi thu hoạch và bảo quản hành khô, người ta còn phun các loại thuốc trừ sâu để bảo quản hành được lâu, hình dáng đẹp và bắt mắt, sau đó xuất khẩu đi các nước, trong đó có Việt Nam. Do đó, khi đi chợ chọn mua hành khô, cô bác lưu ý hãy chọn những củ hành tím kích cỡ vừa phải, không tròn, mỗi củ khoảng 2-3 tép. Còn những củ hành to, dáng tròn và thường chỉ có một tép thì đó là hành Trung Quốc, cô bác nên hạn chế mua. Đồng thời cô bác nên chọn những củ hành có lớp vỏ hành bao phủ bên ngoài phải già, khô. Điều này sẽ giúp hành dễ bong ra lúc cần gọt vỏ. Tuyệt đối không nên chọn củ hành có đốm mềm hay lõm ở phần cuống đã đổi màu. Đặc biệt, những củ hành đã mọc mầm rồi thì tuyệt đối không mua nhé. Để bảo quản hành khô, cô bác có thể buộc hành theo chùm rồi treo ở góc bếp, dùng đến đâu lấy đến đó. Hoặc cô bác có thể dùng túi lưới, túi giấy, rổ để bảo quản, đồng thời đặt chúng ở nơi thoáng khí, giữ hành luôn khô ráo. Một điểm lưu ý là tuyệt đối không nên để hành tím trong túi, hộp kín bởi chỉ khiến cho hành càng dễ úng, mốc nhanh hơn mà thôi. Với hành tím lỡ lột, bóc vỏ và thái nhỏ mà không sử dụng hết, có thể cho vào hộp, đậy nắp lại hoặc cho vào túi zip rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh. Cách này sẽ giúp bảo quản hành tím được trong 2-3 ngày. Còn đối với hành tím đã phi thơm, cô bác nhớ đậy nắp kín và không nên mở ra thường xuyên, kẻo hành phi bị bay mùi và bị ỉu không còn ngon. Tốt nhất, mỗi lần ăn, cô bác nên lấy ra chén bát, sử dụng thìa sạch để lấy, tránh việc mở nắp lọ hành phi nhiều lần. Khi dùng xong, đậy nắp lại ngay. Gia vị tiếp theo cũng rất quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đó là hành tây Trung Quốc của bác nhé. Theo các chuyên gia, tiêu thụ hành tây thường xuyên có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, hen suyễn, cao huyết áp cũng như ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu trên tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm Mỹ cho biết, hành tây có khả năng xây dựng liên kết mô và xương chắc khỏe, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Quercetin trong hành tây giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch, chống viêm, hỗ trợ hiệu quả cho những người bị viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường đang tràn lan các loại hành tây Trung Quốc chứa nhiều thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại với giá siêu rẻ, mẫu mã bắt mắt hơn trong nước khiến cho nhiều người bị mắc lừa. Do đó, các bà nội trợ cần biết cách chọn hành tây khôn ngoan để mua được các loại hành tây an toàn, đảm bảo sức khỏe của mình và cả gia đình. Do đó, để phân biệt hành tây Việt Nam với hành tây Trung Quốc, cô bác chỉ cần để ý đến các đặc điểm bên ngoài khi chọn hành tây. Về màu sắc, vỏ hành tây Trung Quốc màu xanh hoặc đỏ thậm, còn vỏ hành tây Việt Nam thường có màu vàng. Hành tây Trung Quốc có ruột màu trắng hơi ngả sang màu xanh. Trong khi đó, hành tây Việt Nam có màu trắng. Về kích thước, hành tây Trung Quốc củ to, dài hơn và các củ kích cỡ to đều nhau. Hành tây Việt Nam củ nhỏ hơn, có kích cỡ không đều nhau. Về vỏ ngoài, vỏ hành tây Trung Quốc dẫn bóng nhẵn. Trong khi đó, vỏ hành tây Việt Nam có bề mặt vỏ màu thẫm, hơi sần, không có độ bóng. Do đó, người tiêu dùng không nên ham mua các quả to, nhẵn bóng và đẹp mắt. Khi mua hành tây về nhà, nếu cắt ngang bề mặt thấy đẫm nước thì đó là hành tây Trung Quốc. Hành tây Việt Nam cắt ra nhìn khô và ráo nước. Do đó, nếu cầm thấy nặng và cảm thấy mùi hành tây căng nước và củ hành nặng thì cũng không nên mua. Ngoài ra, khi lựa chọn hành tây, cô bác nên chọn củ hành còn nhiều rễ, phần cuống hơi dài. Những loài được nhập từ Trung Quốc về không có rễ và cuống ngắn hơn hành ta. Khi mua về, cô bác nên bảo quản hành tây trong túi giấy, đặt mỗi củ riêng trong một cái túi để bảo quản được lâu hơn. Chú ý nên tạo lỗ thoát khí cho hành tây tránh bị thối, nhũn. Ngoài ra, không nên bảo quản hành tây trong túi ni lông vì túi ni lông thường bí, khiến hơi nước trong hành tây khó có thể thoát ra, dễ bị hỏng. Khi chế biến hành tây, sau khi đã sơ chế qua, thái lát, cắt nhỏ, cần dùng hành tây càng sớm càng tốt, tránh để tiếp xúc lâu trong không khí, hành tây sẽ bị oxy hóa và trở nên đắng. Trong trường hợp không dùng ngay hoặc không dùng hết, nên cho hành tây vào hộp thủy tinh kín để bảo quản của bác nhé. Và gia vị thứ tư cũng rất hay bị trà trộn với hàng Trung Quốc, đó là gừng của bác nhé. Có thể nói, gừng là một trong những gia vị không thể thiếu trong khi chế biến món ăn, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho món ăn thường ngày. Không những thế, gừng còn có công dụng trong việc chữa bệnh. Gừng được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên điều trị buồn nôn, nôn, chống say tàu xe, mang thai hoặc hóa trị. Chiết xuất từ gừng giúp giảm viêm, hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân viêm xương khớp, điều trị đau nửa đầu. Bên cạnh đó, gừng có thể cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm nhiễm khuẩn trong dạ dày, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư đại trực tràng. Thông thường, gừng do Việt Nam trồng sẽ có củ nhỏ và thơm.
nhưng hiện nay các loại gừng Trung Quốc củ to, bóng được bán tràn lan tại các chợ. Theo các nhà khoa học, nông dân Trung Quốc đã sử dụng thuốc trừ sâu Adicap, một trong những loại thuốc trừ sâu cực độc trên thế giới. Khi tích tụ trong cơ thể, gừng có thể gây tổn thương hệ hô hấp, làm mờ mắt, đau đầu, nôn mửa ở người. Chỉ cần 50mg Adicap có thể làm tử vong một người có cân nặng 50kg. Dựa theo kinh nghiệm của những tiểu thương chuyên kinh doanh gừng tại các chợ, chúng ta có thể phân biệt được gừng Trung Quốc và gừng ta dựa vào một số đặc điểm như sau. Thứ nhất, khi xét về kích thước, gừng Trung Quốc có kích thước lớn hơn, thân tròn, trông mọng nước, có trọng lượng trung bình từ 3 đến 5 gram. Trong khi đó, gừng ta có kích thước nhỏ, không mọng nước lắm, trọng lượng trung bình gừng ta chỉ đạt trọng lượng là 0,5 đến 1kg. Tiếp đến là xét về màu sắc và hình dáng bên ngoài. Gừng Trung Quốc vỏ sạch, trơn, láng mịn, thường không dính đất, ít đường vân và dễ bong chóc. Còn gừng ta có da thường sần sùi, chia thành nhiều nhánh, có nhiều đường vân và vỏ vẫn còn bám nhiều đất xung quanh, rất khó cạo vỏ. Khi bẻ đôi củ gừng sẽ thấy nếu là gừng Trung Quốc rất dễ bẻ đôi, vết bẻ mịn, không có vân tròn, dễ thấy lõi gừng có màu vàng nhạt, rất ít gân, sơ. Trong khi đó, gừng ta thường khó bẻ hơn, trong lõi có nhiều vân tròn, màu sắc vàng tươi. Hơn nữa, gừng ta khi nấu hoặc đập dập pha trà sẽ có mùi rất thơm, kể cả khi chưa cạo vỏ, có hương vị cay đậm, đặc trưng. Với các món ăn, nếu dùng gừng ta, chỉ cần một lượng nhỏ, món ăn đó đã dậy mùi thơm và vị cay của gừng. Còn gừng Trung Quốc thì sẽ không có mùi thơm như vậy, nên cô bác hãy lưu ý khi mua gừng nhé. Ngoài ra, để bảo quản gừng nguyên củ, cách đơn giản và hiệu quả nhất là cô bác hãy bảo quản gừng trong cát, sau đó để chúng ở nơi thoáng mát. Việc này giúp bảo quản gừng rất tốt, giúp gừng luôn được tươi lâu và tránh bị khô. Hoặc cô bác có thể phơi nắng gừng một tuần rồi nghiền nát gừng ra, khổ thành dạng bột. Để bột gừng vào trong lọ và đậy nắp kín thật chặt. Lúc này cô bác có thể sử dụng bột gừng bất cứ lúc nào, rất đơn giản và thuận tiện. Ngoài 4 loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp mà An Tâm Sống Khỏe vừa chia sẻ ở trên, cô bác cũng cần thận trọng với các loại gia vị nấu ăn khác như gia vị kho thịt, kho cá hay kể cả là các loại bột ngọt, hạt nêm được bán tràn lan trên thị trường hiện nay. Hiện nay, vì công việc bận rộn, không có nhiều thời gian nấu ăn, nên các bà nội trợ thường xuyên lựa chọn các loại gia vị dùng để kho thịt, kho bò, kho cà ri, đến gia vị nấu phở, nấu lẩu hay các gia vị bột nghệ để tẩm ướp thịt cá, vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay đó là các loại gia vị không rõ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ đều được bày bán tràn lan. Theo đánh giá chung, phần lớn các loại gia vị này đều in nhãn mác tiếng Trung Quốc, Thái Lan và hoàn toàn không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trong khi đó, quy định về nhãn mác hàng hóa nước ta đã quy định rõ ràng về việc ghi nhãn hàng hóa hay nhãn phụ đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu được phép lưu hành trên thị trường. Khác với gia vị có thương hiệu trên thị trường, các gia vị này thường có giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng khoảng 70% so với giá thị trường, thậm chí có những sản phẩm giá siêu rẻ. Chính yếu tố giá rẻ này đã giúp các loại gia vị này bán chạy bất chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, một số gia vị phổ biến trong nấu ăn của người Việt như mì chính hay hạt nêm cũng xuất hiện đa dạng các chủng loại hàng dởm và làm đau đầu các cơ quan chức năng cũng như khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn lo lắng. Phần lớn các loại bột ngọt này đều được các cơ sở kinh doanh trái phép sang chiết đóng gói từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như bột ngọt nhập lậu từ Thái Lan và Trung Quốc, hoàn toàn không đảm bảo bất kỳ chỉ tiêu chất lượng an toàn nào. Việc sử dụng gia vị làm giả, chứa hóa chất phụ gia không rõ nguồn gốc như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô bác. Thực tế, gia vị luôn có một quy chuẩn quốc tế mà các doanh nghiệp uy tín dựa vào để sản xuất với liều lượng cho phép, đặc biệt trong thực phẩm. Thông thường, các thành phần sẽ luôn được kiểm định và ghi rõ trên nhãn mác. Với hàng không có xuất xứ, không có thông tin sản phẩm trên bao bì thì không nên sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào trong chế biến thức ăn. Đặc biệt, nhiều hóa chất giá rẻ chỉ được sử dụng trong công nghiệp. Nếu nhà sản xuất ham lợi bất chấp vẫn dùng để sản xuất và người tiêu dùng sử dụng trong thời gian dài thì có thể gây ra sự phá hủy tế bào, hình thành nên những tế bào lạ, sinh sôi nảy nở rất nhanh và tạo thành các khối u ác tính trong cơ thể. Đây là nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư quái ác. Do đó, chúng tôi khuyên cô bác nên cẩn trọng với các loại gia vị chế biến sẵn trong các món ăn nhé. Cô bác thấy đấy, các loại gia vị hiện nay nếu được sản xuất từ quy trình thủ công với điều kiện thô sơ, nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ
và trong quá trình chế biến, các cơ sở sản xuất có sử dụng các hóa chất, nguyên liệu độc hại. Nên một điều chắc chắn là cô bác tuyệt đối đang giúp về cho mình những hiểm họa rất lớn cho sức khỏe khi tiêu thụ những sản phẩm kể trên. Vì thế, hãy là một người tiêu dùng thông thái, nên sáng suốt lựa chọn cho mình những sản phẩm uy tín, chất lượng và có thương hiệu trên thị trường để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bản thân cũng như gia đình. Hãy chọn mua gia vị tại các cơ sở bán hàng uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuyệt đối không mua hàng trôi nổi trên thị trường, kẻo tiền mất tật mang, rước họa vào thân của bác nhé. Cô bác thân mến, rõ ràng không thể phủ nhận được rằng các loại gia vị, thực phẩm là không thể thiếu trong việc chế biến các món ăn ngon và thị trường chắc chắn cũng sẽ không thể thiếu các sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn, vệ sinh. Vấn đề là sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Đừng vì sự thiếu hiểu biết hay là ham rẻ mà tự chuốc họa vào thân, cô bác nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn cô bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.